Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo Vinnews.vn, Vietnamnet.vn, Nhân dân.vn, Thanh niên.vn và Vietnamnet.vn. Dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý 3 năm 2023 tăng 300%. Tin tức từ Bộ Xây dựng cho biết bộ này vừa thông tin về số lượng các dự án phát triển nhà ở. Dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong quý 3 năm 2023. Theo đó, với dự án phát triển nhà ở thương mại, trên cả nước đã hoàn thành 21 dự án với 7.633 căn. Số lượng dự án hoàn thành tăng 300% so với quý 2 năm 2023. Cụ thể, tại miền Bắc có 6 dự án với 1.843 căn, tại miền Trung có 3 dự án với 195 căn, tại miền Nam có 12 dự án với 5.595 căn. Đối với các dự án đang triển khai xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết có 863 dự án với 442.453 căn. Số lượng căn hộ của các dự án đang triển khai xây dựng tăng 106,99% so với quý trước đó. Việt Nam chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu bắp các loại trong 9 tháng 2023. Theo tin tức từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bắp các loại trong 9 tháng năm 2023 đạt trên 6,51 triệu tấn, trị giá trên 2,03 tỷ đô la Mỹ. Giá trung bình 312 đô la Mỹ một tấn, giảm 2,3% về lượng, giảm 14,3% kim ngạch và giảm 123% về giá so với 9 tháng năm 2022. Trong đó, riêng tháng 9 năm 2023 đạt 1,16 triệu tấn, tương đương 318,12 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 27,14 đô la Mỹ một tấn, tăng 8% về lượng và tăng 2,5% kim ngạch so với tháng 8 năm 2023, nhưng giá giảm 5,1% so với tháng 9 năm 2022. Tăng mạnh 45,2% về lượng, tăng 15% về kim ngạch nhưng giảm 20,7% về giá. Argentina là thị trường lớn nhất cung cấp bắp cho Việt Nam trong 9 tháng năm 2023, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ. Yêu cầu các nhà mạng chặn tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo lợi dụng đầu số dịch vụ. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã yêu cầu các nhà mạng di động khẩn trương có biện pháp, cơ chế ngăn chặn tình trạng lợi dụng các dịch vụ của nhà mạng để thực hiện cuộc gọi, tin nhắn rác, lừa đảo. Theo đó, các nhà mạng di động được yêu cầu phải áp dụng cơ chế, biện pháp lọc tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo cho các dịch vụ của doanh nghiệp, đồng thời tạm dừng các dịch vụ nếu chưa có biện pháp chặn lọc. Riêng các nhà mạng Mobifone và VNPT chỉ được tiếp tục thực hiện dịch vụ tin nhắn từ đầu số dịch vụ lời nhắn thoại sau khi đã áp dụng các biện pháp chặn lọc tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo. Trước đó, Cục Viễn thông cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của báo chí và người dùng về việc các đối tượng lợi dụng các dịch vụ của nhà mạng di động và giả mạo brand name của nhà mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo người dùng. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới. Ngoại trưởng Nga, Mỹ không có sáng kiến tại Trung Đông. Ngày 23 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các động thái đơn phương nhằm giải quyết xung đột của Trung Đông chỉ có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ông Lavrov cũng chỉ trích Mỹ chưa đưa ra bất kỳ ý tưởng mới nào để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga cho rằng các bước cần làm ngay lập tức là dàn xếp lệnh ngừng bắn, giải quyết các vấn đề nhân đạo và tìm kiếm cơ chế hoạt động vì hòa bình dựa trên nguyên tắc hai nhà nước. Căn cứ Mỹ ở Syria bị máy bay không người lái tấn công. Hai quan chức Mỹ cho biết lực lượng Mỹ ở Syria đã bị máy bay không người lái tấn công nhưng không có thương tích. Đây là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ Trung Đông. Ngày 23 tháng 10, các quan chức đề nghị không nêu tên cho biết vụ tấn công diễn ra tại căn cứ Antanf gần biên giới Syria với Iraq và Jordan. Mỹ ủng hộ Philippines sau vụ va chạm tàu ở Biển Đông. Trong tuyên bố mới của Nhà Trắng, nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với Philippines sau khi Manila cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cản trở sứ mệnh tiếp tế của họ hôm 22 tháng 10. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo M. Ao đã điện đàm sau vụ đụng độ. Ông Sullivan nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ dành cho Manila sau vụ việc, gọi các hành động hàng hải của Trung Quốc là nguy hiểm và bất hợp pháp. Thưa quý thính giả, tranh đồng hồ là một trong những nghề cổ truyền thống có ở nước ta từ hơn hàng trăm năm trước. Nổi tiếng với các sản phẩm tranh đồng hồ, làng tranh đồng hồ là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch khi ghé thăm Hà Nội. Tranh đồng hồ ra đời lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 16, sở hữu số lượng tranh vô cùng phong phú. Thời kỳ đạt cực thịnh của làng tranh đồng hồ là vào thế kỷ thứ 19. Tranh đồng hồ được đặc trưng bởi chất liệu cũng cách in tranh. Có thể thấy từng đường nét và màu sắc hài hòa trong tranh đều được là từ tự nhiên. Màu trắng được làm từ vỏ sò,
Vỏ điệp, màu xanh bắt nguồn từ lá tràm, màu đen được lấy từ than lá tre, màu vàng lấy từ hoa què và màu đỏ lất tử, sải đỏ hay gỗ vàng. Mang vẻ đẹp mộc mạc của vùng làng quê Việt Nam, tranh Đông Hồ như mang một thế giới thu nhỏ của làng quê Việt Nam. Khi xem tranh Đông Hồ, người ta có thể cảm nhận được không khí quê hương yên bình và bình dị. Tư cách thể hiện màu sắc cũng như nhân vật trong tranh đều có những nét rất riêng. Từ tranh chúng ta có thể chiêm nghiệm được những lý tưởng sống, phẩm chất, con người Việt Nam đầy ẩn ý. Làng tranh Đông Hồ là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. Làng tranh hiện nằm tại khu vực sông Đuống, thuộc xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Làng tranh nằm cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 16 km. Vì nằm cách Hà Nội không xa, chính vì vậy từ lâu nay, người ta thường gọi địa điểm du lịch này là làng tranh Đông Hồ Hà Nội. Thưa quý thính giả, không chỉ là điểm du lịch thị điển hấp dẫn, lâu đài cổ Cang Mơ vẫn còn đó với biểu tượng quy hoàng của Bắc Âu. Nằm gần thị trấn Cang Mơ thơ mộng bên biển xanh, lâu đài này có tuổi đời khoảng 1.000 năm. Cang Mơ được xây dựng vào năm 1180. Ban đầu nó được dự định là một tháp canh chống lại sự quấy rối của cướp biển. Dưới thời vua Magnus Lanulus, lâu đài Cang Mơ đã trở thành pháo đài ấn tượng nhất. Với bao mặt giáp biển Baltic, du khách đến thăm lâu đài Cang Mơ sẽ nắm bắt được phong cảnh rộng lớn và tuyệt đẹp. Cấu trúc của Cang Mơ được xây dựng với tòa tháp và một cổng chính nhỏ. Để bước vào không gian của lâu đài, du khách sẽ băng qua cây cầu gỗ cổ. Bước vào thế giới ma thuật của Cang Mơ, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự kiên cố, vững chãi trước thời gian. Trường phái Phục Hưng ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc của tòa nhà này, sử dụng các vật liệu đơn giản như đá vôi, gỗ. Chu vi bảo vệ bên ngoài được xây dựng bằng đất trộn với đá để cản trở kẻ thù trong trường hợp giao tranh. Sức mạnh của lâu đài Cang Mơ càng đáng gờm hơn khi bốn tòa tháp hình trụ ở bốn góc đều được trang bị đại bác. Lâu đài cổ Cang Mơ được thiết kế theo hình thang. Nó có hai tầng với nhiều phòng rộng rãi và được trang trí độc đáo. Những căn phòng của vua, hoàng hậu, đại tiệc hay những bộ trang phục phù hợp khiến du khách trầm trồ không ngớt. Khách du lịch thị điển phải choáng ngợp trước vẻ lung linh, mất hồn của không gian hoàng gia trước đây này. Hơn nữa, du khách đến Cang Mơ không khỏi ngạc nhiên trước những bức tranh trong lâu đài. Những bức tranh tái hiện ký ức về quãng thời gian thăng trầm của lâu đài vẫn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến thế hệ sau. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.